Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát. Người đáp: Các ông chưa đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng ngày Sa-bát các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, phục vụ lời Chúa ngày hôm nay nhấn mạnh cho chúng ta cái lòng nhân từ nó rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Có rất nhiều khi chúng ta làm sự đổ vỡ trong cùng một gia đình, hay là bất hòa khí giữa cái tình bạn, giữa anh chị em, hay là đảm mất cái tự do của con người, đó là vì thiếu cái lòng nhân. Có lẽ nhiều người chúng ta vào năm 1975 đã rời khỏi đất nước Việt Nam, đó là vì chúng ta sợ phải sống dưới ách của Cộng sản. Họ dùng luật rừng, họ thiếu có lòng nhân, họ đàn áp, bóc lột. Và vì thế thiếu tự do, thiếu cái nhân cách của con người, cho nên người ta đành phải chấp nhận bỏ tất cả mọi thứ để mà vượt biên, vượt biển, để đi tới cái đất tự do, đất mà người ta hy vọng rằng sẽ có cái lòng nhân hơn, có lòng thương xót hơn. Thì bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, sở dĩ dĩ nhiên chúng ta biết là mọi sự không ngoài sự khoan phòng của Thiên Chúa, vì Chúa cũng đã hứa với tổ phụ Abraham là đưa dân tộc và con dân của Chúa đến cái miền đất hứa, và đó là cái sự an bài của Thiên Chúa không thể nào chối bỏ được. Nhưng mà một trong cái lý do mà có thể làm cho dân Do Thái phải rời khỏi đất nước Ai Cập, đó là vì họ đã bị bóc lột. Vua Pharaoh sợ rằng dân Do Thái họ càng ngày càng đông, cho nên đã bắt họ phải làm cật lực, nghĩa là không có cho gọi là supply những cái cỏ, tất cả cái bắt họ phải làm và làm nhiều hơn trước nữa. Và chính vì cái sự khổ cực quá bất nhân như vậy, cho nên họ phải kêu cầu tới Thiên Chúa, tới tai của Thiên Chúa, và Chúa đã ra tay để cứu vớt họ, đưa họ ra khỏi đất nước Ai Cập để tiến về miền đất hứa. Vì nếu trường hợp vua Pharaoh hay là dân Ai Cập mà có cái lòng nhân một tí, thì có lẽ họ không có bỏ đất nước Ai Cập để mà ra đi đâu. Và chúng ta tin vào ngày hôm nay, những người Pharisêu, chúng ta cũng biết rằng họ luôn luôn cạnh mình là người có học thức, là người nhân đức, lúc nào cũng khoe khoang về cái lòng nhân đức của họ. Cho nên họ đã dò xét xem Chúa Giêsu và các môn đệ của ông đã vi phạm những lề luật nào. Và họ dò xét lắm, cho nên chúng ta thấy Chúa Giêsu luôn luôn có sự tranh tụng với những người Pharisêu về luật lệ. Nào là luật Sa-bát, nào là luật ăn chay, nào luật này luật kia vân vân. Và chúng ta thấy luôn luôn Chúa Giêsu đứng về phía kẻ yếu để Ngài giải thích cho những người biệt phái, những người tự cho mình là nắm cái lề luật như vậy. Vì Chúa nói rằng họ đưa ra những lề luật bắt người khác phải mang, phải đè ra trên vai người khác, nhưng họ lại không có dơ, có tay thử nâng lên đó, cho nên chỉ bắt người khác thôi. Và vì thế mà Chúa Giêsu đã cho họ cái bài học là khi mà họ trách Chúa Giêsu
để cho các môn đệ của Chúa Giêsu đi ngang qua cái cánh đồng lúa và lại bứt lúa. Bứt lúa không phải là một cái tội, nhưng mà bứt lúa trong cái ngày Sa-bát. Quả thực như vậy, có luật Sa-bát, đó là luật không được phép làm việc trong ngày Sa-bát để dành thời giờ để tôn vinh Thiên Chúa, dành thời giờ cho những việc thiêng liêng cao cả, và phải tránh đi tất cả những công việc phần xác như vậy. Cho nên họ cho rằng bứt một vài bông lúa như là gặt một các cánh đồng lúa như vậy. Vì thế mà họ đã nói với Chúa Giêsu là tại sao các môn đệ của ông lại bứt lúa trong cái ngày Sa-bát như thế. Chúa Giêsu đã đưa ra cho họ hai ví dụ để cho thấy rằng cái luật là cần thiết để giúp con người, nâng con người lên, giúp con người để giải thoát khỏi tất cả những khó khăn, rồi những khổ cực này khác vân vân, để giải thoát con người, nâng con người lên, chứ không phải là để đè con người xuống. Bằng chứng là Chúa cho thấy rằng trong cựu ước, bánh thánh là những bánh mà chúng ta làm ép đây đó, thì là hồi xưa chỉ dành cho các vị tư tế thôi. Nhưng mà khi vua David và đoàn tùy tùng đang bỏ trốn sự theo đuổi của vua Saul, cho nên đã đói quá, đi vào trong cái nhà, trong cái đền thờ đó, và không còn bánh nào khác nữa, chỉ còn có bánh thánh thánh thôi. Cho nên cũng tư tế đó cũng đã dành cho vua David và các tùy tùng ăn, ăn cho đỡ đói. Cho nên cái luật, cái sự sống nó quan trọng hơn là tất cả các luật khác. Nếu luật mà không có lòng nhân, luật mà không tôn trọng cái sự sống của con người, luật đó là luật rừng, là luật ác đức, và không có đáng để chấp nhận. Rồi Chúa Giêsu lại cho thấy các thầy tư tế họ cũng làm việc trong ngày Sa-bát, là vì họ phải dọn bàn thờ, rồi tất cả sửa soạn tất cả con bò con vê để làm của lễ để dâng cho Thiên Chúa. Họ làm việc ngày Sa-bát nhưng mà không có tội, họ làm có lý do chính đáng, cho nên họ làm ở để đọc thiền để thờ phượng Thiên Chúa như vậy. Cho nên Chúa Giêsu nói rằng lề luật đó là để phục vụ cho con người, chứ không phải con người bị ràng buộc về cái lề luật. Cho nên lề luật đó phải có cái lòng nhân ái để nâng con người lên. Và Chúa Giêsu nói cho chúng ta thấy, và tất cả những người biệt phái, Chúa cần cái lòng nhân chứ không cần của lễ. Chúng ta nhớ lại ông người trộm lành đó, hai người trộm cùng phải treo trên thập giá với Chúa Giêsu cả. Và cả hai thì có lẽ cũng cả một cái suốt đời cũng có biết bao nhiêu cái lầm lỗi. Và cái người trộm giữ thì Chúa Giêsu đang một người tự tội, đang cùng với mình bị hành hình như vậy, thì lại còn đổ thêm dầu thêm, rồi nói là ông là phép lạ đi để cứu chúng tôi với. Nhưng mà cái người trộm lành, ông này có tội gì đâu, ông đã lên tiếng nhỏ nhẹ thôi để nâng đỡ và an ủi Chúa Giêsu. Ông này có tội gì đâu, chúng ta mới là con người tội lỗi. Và ông ta nói với Chúa, khi nào Ngài về nước thiên đàng cho tôi về với, ngay hôm nay anh sẽ về thiên đàng với ta, ngay hôm nay, vì anh có lòng nhân, anh đã biết thương tôi, biết thương kẻ đang chịu cùng khốn như thế này, với cái lòng nhân từ của anh được lên thiên đàng với tôi ngày hôm nay. Và vì thế chúng ta hãy suy gẫm điều Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta: Thiên Chúa cần lòng nhân từ chứ không cần của lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Ngài soi tôi.